Thưa cô bác, thưa bà con, với đặc tính dễ trồng, tỷ lệ đậu trái cao, giống xoài Đài Loan đang được nhiều cô bác bà con chúng ta ở đồng bằng sông Cửu Long chọn để trồng. Tuy nhiên, theo nhà vườn ở tỉnh An Giang thì muốn có những trái xoài to, mẫu mã đẹp và chất lượng thì cô bác và bà con cần chăm sóc cây cho kỹ. Giống là một trong những yếu tố quyết định của mô hình trồng xoài Đài Loan Việt Gáp. Theo kinh nghiệm của ông Dư, ngoài những tiêu chuẩn về sạch bệnh, cây có sức sinh trưởng tốt, kháng sâu bệnh, thì yếu tố lựa chọn được giống phù hợp với nhu cầu thị trường cũng rất quan trọng. Thị trường người ta yêu cầu mình cái gì thì mình nên trồng đáp ứng theo cái giống đó. Chứ không có nghĩa là bằng cái cảm nhận của mình. Mình nói bây giờ cái giống này nó ăn ngon, rồi chúng ta như vậy là cứ đem về trồng và phát huy ra thì không chấp nhận điều đó. Mà phải theo thị trường. Thị trường người ta là có cái hiếu kỳ, ví dụ như người ta cần cái trái to, màu sắc thì nó phải sặc sỡ, nó dẫu cho cái độ ngọt nó không cao, nó hơi lạc đi, nhưng mà màu sắc nó đẹp, nó trái to thì thị trường người ta đang hiếu ra theo cái hướng đó. Xoài Đài Loan dễ chăm sóc, nhưng để xoài có thể đậu trái và phát triển tốt, công đoạn tạo mầm hoa rất quan trọng. Theo kinh nghiệm của ông Dư, phương pháp phun thuốc từ gốc lên nửa thân cây để kích thích quá trình tạo mầm hoa cho cây đã không còn phù hợp nữa. Nhà vườn nên phun đều từ gốc lên hết cả thân cây. Điều đó sẽ giúp cho cây phân hóa mầm hoa tốt hơn. Hồi đó giờ thì mình cứ ở dưới không ăn. Nhưng mà nhiều năm thì cô biết rồi, nó là một cái loại quá chắc mà. Nếu mà mình sử dụng nhiều năm trên mặt đất thì tôi hình dung cái số rễ mà nó bị tiếp xúc nhiều năm ở một cái khu vực diện tích bé như thế thì nó có thể sẽ điều gì xảy ra. Nó sẽ làm cho những cái vùng rễ đó nó gần như là bị trơ đi, chai đi. Nó không hấp thụ được. Hoặc giả nó giảm tối đa về cái chuyện hấp thu của chất bắc lo đó để đưa vào thân để mà nó tạo cái mầm hoa. Thì mình nhờ con cái là mình là phát huy về độ cao, cái mặt tiếp xúc nó rộng như vậy thì có thể nó ăn ở dưới này không được, nó nhờ nó ăn bên trên. Xoài Đài Loan thường rụng trái sinh lý hai đợt. Đợt 1 khi trái bằng ngón tay cái cho đến bằng ngón chân cái. Đợt 2 khi trái lớn hơn cổ tay một chút. Sau đợt rụng sinh lý lần 2 này, nhà vườn sẽ bao trái lại. Việc làm này có thể tránh được tình trạng rụng, nứt và thối trái, hạn chế được số lần phun thuốc hóa học từ 5 đến 7 lần một vụ, tránh sâu hại tấn công và cho năng suất cao. Trước khi bao trái, bà con nên phun ngừa sâu bệnh trước, sau đó tiến hành bao trái. Thì mình bao thì cái thao tác mình cái tay cho nó phải dịu dàng, cái thứ nhất, cái thứ hai là mình bao đó, trong quá trình mình bao mình tiễn luôn. Ví dụ như cái trái nào mà nó có cái hiện tượng sâu bệnh hay là dị dạng thì sẵn cái dịp đó chúng ta lãi bỏ luôn, nhưng mà tốt hơn hết là khi bao rồi chúng ta hãy tiến hành là tỉa trái. Bởi vì sao? Nếu mà chúng ta tỉa trước đó, cái mũ đó, của cái trái chúng ta mới vừa tỉa đó, mới vừa lặt đó, nó nhiễu, nó trúng với cái trái mà chúng ta chuẩn bị bao, thì sau khi này nó sẽ ảnh hưởng đến màu sắc của cái trái. Xoài là cây ưa sáng, có trái ở chồi tận cùng ngoài tán cây. Trong khi đó, trọng lượng của trái xoài Đài Loan từ 1 đến 1,5 kg. Nó khiến cành mang trái rất dễ bị gãy đổ. Nếu điều đó xảy ra, cành bị gãy dễ ảnh hưởng đến sự phát triển chung của cây, trái lại mẫu mã xấu do va chạm với mặt đất hoặc các tác nhân khác. Chính vì thế, nhà vườn cần phải sử dụng cây để chống đỡ cành. Theo tôi thấy là nó sau khi tiến hành bao đi, bao rồi đi, rồi đến trái nó mà mình cảm thấy nó sắp thu hoạch khoảng trước khi thu hoạch, theo tôi thấy cỡ khoảng là 20 ngày. Chúng ta chống đó. Trong quá trình mang trái này, cây cũng có thể bị rệp sáp hay bị bọ cắt lá tấn công cây. Khi phát hiện ra sự phá hại này của chúng với mật độ chưa vượt ngưỡng 10%, bà con cần tiến hành cắt bỏ cành bị tấn công đi. Việc tỉa cành này cũng giúp cây trở nên thông thoáng hơn.